Hello anh em, mình là Kiên Motul. Ở clip hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn anh em tư vấn cho khách một cách đơn giản và có thể là mang lại cái công việc cho các bạn đó, thì tăng thêm cái thu nhập cho anh em. Ok, thì cái xe click vừa nãy là mình có làm cái clip mà hướng dẫn anh em tháo cái lốp này ra để thay xăm đó, thì xe người ta chỉ là thay đến đây để thay xăm thôi, nhưng mình đã tư vấn người ta và mình đã chỉ cho người ta thấy cái bệnh ở cái xe của người ta, và người ta đã đồng ý với mình là để đây để mình xử lý cái bộ ly hợp côn của người ta. Ok, thì bây giờ là các bạn kiểm tra này cho mình nhé, mình để gần cái máy vào đây. Ok, thì vẫn là cái con click vừa nãy đó, nên mình có hướng dẫn anh em là thay xăm. Ok, thì những quá trình người ta đi xe đến đây thì mình quay cái bánh ở đây, mình thấy cái này nó kêu dèo 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 đó, anh em có nghe rõ không ạ? Để mình cho gần vào đây anh em nghe rõ đó. Đây là cái bệnh của con xe này. Cái xe ga nói chung ấy thường là nó rất hay bị kêu những cái bộ ly hợp vào trong này, kêu cái vòng bi 902 với lại bi ga lê đấy, bi đũa đấy. Thì anh em cũng là tháo cái lốp ở đây ra để anh em thay xăm, và anh em quay như này nó kêu dèo dèo, và anh em sẽ tư vấn cho người ta, người ta thấy cái bệnh cái xe người ta thì người ta sẽ làm luôn. Và làm luôn như thế thì anh em sẽ là có thêm công việc, có thêm thu nhập đó. Thì cái clip này thì mình cũng chỉ nói qua những cái cách mà tư vấn như thế thôi, nó rất là đơn giản, anh em có thể vận dụng được trong cái cuộc sống, trong cái công việc hàng ngày của anh em. Anh em phải chịu khó tư vấn cho khách hàng anh em nhé, phải niềm nở tư vấn với khách hàng. Khi khách hàng phát hiện ra là cái xe của mình đang có vấn đề cần phải sửa chữa, thì người ta sẽ sẵn lòng người ta để xe ở đây, hoặc là người ta sẽ ngồi đây chờ các bạn làm luôn đó. Thì anh em có thể là làm trong vòng khoảng 30 phút là xong một cái bộ ly hợp côn sau này, hoặc là một tiếng. Thì anh em có thể là nói với người ta, nếu như anh em làm trong khoảng một tiếng thì anh em nói với người ta thì trong khoảng là 30 phút thôi. Khi anh em đã tháo ra rồi, nếu mà công việc nó kéo dài đến một tiếng, người ta cũng vẫn phải chờ. Còn nếu như mà người ta đang vội, hoặc là người ta bảo là để đấy mai người ta đến người ta làm, có thể là người ta sẽ đi quán khác, hoặc là người ta sẽ không làm luôn anh em nhé. Đó, cho nên là anh em có thể là nói giảm bớt cái thời gian xuống. Khi mà đã tháo xe người ta ra rồi, tháo xong xuôi đâu đấy rồi, bây giờ người ta có muốn về người ta cũng không về được. Đó là một cái cách thức mà giữ khách đó. Mà anh em có thể tư vấn cho người ta nhiệt tình, chỉ cho người ta thấy cái xe này đang có vấn đề đó, người ta sẽ làm luôn. Người ta làm như thế anh em sẽ tăng thêm thu nhập, nó sẽ có lợi cho cả đôi bên. Thứ nhất là anh em sẽ có thu nhập, có công việc làm hàng ngày đều đặn. Thứ hai nữa là cái xe người ta sẽ tốt lên, tuy người ta mất tiền nhưng ngược lại là người ta sẽ nhận được là cái xe là sẽ tốt hơn đó, người ta sẽ đi, người ta cảm giác nó an toàn, cho nên là người ta sẵn sàng người ta bỏ tiền ra để người ta sửa đó. Đây là một cái cách rất là đơn giản, dễ kiếm tiền và tăng thêm thu nhập cũng như là công việc hàng ngày của các bạn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ để clip là tua nhanh để quá trình tháo lắp mà sửa cái xe này nhé. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em một lúc nữa là mình sẽ tháo này ra, thì mình sẽ quay tiếp cho anh em nguyên nhân mà tại sao mà dẫn đến cái kêu cái này và cái cách bắt bệnh ở kêu cái này. Ok. Ok anh em, sau khi mình đã cho người cháu mà mình tháo cái này ra thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái bắt bệnh. Đó, thì bây giờ là anh em sẽ để cái bộ ly hợp côn sau ở đây. Đó, thì cứ gọi luôn là bộ ly hợp côn sau cho nó dễ, gọi là sơ cấp, thứ cấp này nó lằng nhằng. Đó, thì bây giờ là anh em sẽ thử cho mình như này. Anh em sẽ quay cái bánh ở đây nhá. Đó, và anh em sẽ thò tay giữ ở đây. Đó, anh em thấy nó kêu xèo xèo không ạ? Là cái bi ở đây đã chết rồi. Và bây giờ việc tiếp theo anh em phải kiểm tra xem cái bi ở trong cái bộ của lắp ở đây nó có vấn đề hay không. Đó, thì bây giờ anh em sẽ rút này ra và anh em sẽ quay tiếp là nó sẽ quay không có cái bộ ly hợp côn sau ở đây nhá. Đó, đó, anh em nghe thì nó vẫn cứ dèo dèo. Đó, nó vẫn cứ dèo dèo như này thì chắc chắn nó sẽ chết một cái vòng bi ở đây. Đó, thì anh em nếu như khách có ở đây ấy, thì anh em sẽ chỉ cho người ta thấy luôn là cái xe này cần phải tháo cái bộ ở trong này ra, là cái bộ lắp đằng sau đấy, để thay thêm vòng bi ở đây. Còn nếu như anh em tháo ra như thế này rồi mà nó vẫn êm, anh em quay đây nó vẫn êm thì anh em không cần tháo ra. Còn nếu mà anh em quay mà nó vẫn cứ kêu thì anh em phải tháo ra nhé. Và bây giờ anh em sẽ quay lại này. Nếu như anh em, bây giờ anh em sẽ giả định là cái dây cu loa đang kéo đây, anh em sẽ dì tay đẩy nó về đằng trước nhá, thì nó còn kêu to hơn. Đó, kêu rất là to luôn. Như thế này mà khách họ không thay ấy thì nó cũng hơi phí đấy anh em ạ.
Đó, thì bây giờ là anh em sẽ tư vấn cho người ta. Và nếu như khách không có ở đây ấy, ví dụ như cái xe này, quá trình mình tháo ra thì nó sẽ như thế này. Ở đây thì anh em thấy nó dầu mỡ bét nhè đó. Cả đằng trước nữa, quá trình đi lâu ngày thì dầu nó ra. Đó, anh em nhìn thấy đen xì luôn. Dầu nó ra thì anh em sẽ tư vấn người ta là thay luôn cái phớt này. Đó, thì mỗi một lần thay như thế thì anh em lại kiếm thêm được một tí nữa. Và anh em nhìn thấy cái trục này, lung lao đưa này. Đó, anh em nhìn thấy lung lao này là bi nó đã dơ rồi, bi nó dơ nó kêu rồi. Đó, thì anh em sẽ tư vấn người ta nên thay. Đó, cái này là anh em tư vấn người ta thay thì người ta thay thì sẽ tăng thêm thu nhập cho anh em. Đó, thì cái cách để tư vấn cho người ta thì nó cũng vô cùng đơn giản thôi. Cái này là chủ yếu là do anh em nhanh mồm nhanh miệng. Anh em phải tư vấn đúng cho người ta nhé, tránh cái tình trạng là bệnh không có mà anh em nói có. Thì là để sửa như thế là nó mất cái hay của cái người thợ đi. Nói thẳng ra là mình làm cái gì nó cũng phải có nghề nghiệp, lương tâm của cái nghề nghiệp đó. Đó, thì cái xe người ta hỏng thì mình bảo người ta hỏng, cái xe người ta không hỏng mình bảo cái này nó vẫn còn tốt, không cần thiết phải tháo. Hoặc là cái này của cô nó đang, của chú đang bị hỏng rồi thì cần thiết phải tháo là phải tháo nhé. Đó, đấy là cái lương tâm nghề nghiệp của anh em. Còn cái này thì tùy anh em áp dụng trong cái cuộc sống của mình cũng như công việc sửa chữa của mình. Đó, thì bây giờ là tiếp theo là mình sẽ phải tháo cái phần bô, tháo cái phần bô ở bên này. Đó, để mà xử lý được cái thằng lắp ở trong này thì anh em phải tháo cái bô ở đây ra. Đó, và anh em phải tháo cái lốp ở đây ra thì anh em mới tháo được rời cái mảnh ở đây ra. Đó, đây là mình quay sang bên này cho anh em dễ nhìn. Đó, thì anh em phải tháo cái phần này ra thì vòng bi các thứ bình răng nó sẽ nằm ở trong này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này đi cho nó nhanh. Ok anh em, sau khi mình đã tháo bô, tháo bánh và mình đã tháo những cái con ốc mà để giữ cái bộ lắp vào đây thì anh em sẽ rút ra. Đó, anh em rút khéo cái này nó lại rơi xuống đất. Đó, thì ở trong hình thức nó sẽ là như thế này. Thì ở cái ly hợp côn sau thì nó sẽ lai từ đằng này này, nó sẽ quay vào thằng này. Và từ thằng này nó sẽ lai vào những cái bánh răng ở đây để nó ra cái bi bánh sau của các bạn. Nó ra cái bánh sau các bạn đấy. Thì ở trong này nó sẽ có cơ cấu bi. Thì bây giờ anh em sẽ thử cho mình như này. Anh em quay như này. Đó, anh em thấy nó êm không ạ? Không có một cái tiếng kêu. Đó. Thì bây giờ anh em sẽ loại trừ con này luôn, là ở đây nó sẽ có hai cái vòng bi. Đó, thì ở đây nó sẽ không kêu. Anh em sẽ loại trừ luôn. Đó, anh em quay lại lần. Đó, nó êm, không kêu. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ làm cái này cho mình. Để mình quay gần vào đây anh em nghe rõ tiếng kêu. Đó, anh em quay nghe tiếng khọt khọt không ạ? Đó, cái tiếng khọt khọt đấy tính là cái tiếng kêu. Khi mình quay ở đây thì cái tốc độ tay mình quay nó không thể nhanh được, nó chỉ hơi sệt sệt thế thôi. Nhưng khi anh em mà lai ở cái bánh vào thì vòng phút nó lớn thì nó sẽ kêu rất là to. Đó, thì cái vòng này là chắc chắn là sẽ là vòng về thay rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ thử tiếp, mình sẽ điều chỉnh góc quay, mình sẽ thử thằng này. Đây là bi trung gian anh em nhé, bánh răng bi trung gian. Thì bây giờ anh em sẽ gỡ cái bộ ở đây ra này. Ok, thì bây giờ là mình sẽ gỡ ra đã. Cái vòng bi trung gian thì nó sẽ như này, cái bánh răng trung gian nó sẽ như này. Thì bây giờ anh em sẽ cắm cái này vào đây, anh em quay. Đó, anh em quay thử như này nó vẫn êm đúng không ạ? Nó không có một tiếng kêu thì chứng tỏ là cái vòng này vẫn tốt và cái vòng này nó đang có vấn đề thì cần phải thay vòng này. Ok, thì bây giờ anh em sẽ phải thử tiếp là cái vòng ở đây nhé. Đó, thì nó là sẽ là cái trục to, thì nó là trục cuối. Đó, anh em vần như này, nó êm ru, nó không kêu. Mà thằng này quay nhẹ cái nó đã kêu tiếng sật 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 sật. Đó, để mình dí sát máy vào đây cho anh em dễ nghe này. Đó, cái tiếng sật sật đó. Thì cái vòng này chắc chắn là sẽ là vòng chết. Cái vòng này của nó sẽ là vòng, mình nhớ không nhầm, nó sẽ là vòng 6204. Thì anh em sẽ thay một cái vòng 6204 vào đây là xong. Thì cách thức tháo cái này ra rất đơn giản, anh em chỉ cần tháo hai cái con ốc này ra và anh em sẽ đóng, lấy gỗ đóng từ cái trục bên này sang. Đó, ok. Thì bây giờ là mình sẽ thao tác luôn cho anh em. Mang cho chú một cái T10.
Thì ở cái clip hôm nay ấy, thì mình sẽ là cho cháu mình nó tháo ra để nó làm luôn cho nó quen. Ok, thì mình sẽ để ra cái máy này đây. Đó, thì anh em sẽ tháo hai con này ra. Anh em khi lắp vào thì phải nhớ là có cái con này nhé. Cái này là cái phanh hãm ở ngoài để tránh cái vòng bi nó bị tuột ra. Đó. Ok, anh em cứ để nó như đây như này để tránh tình trạng quên. Rồi bây giờ là Phong vỗ cho chú cái trục sắt, cứ vỗ thẳng vào. Anh em sẽ lấy một cái mẩu gỗ nha, anh em vỗ thẳng vào. Đó. Ok, như thế nào ra rồi. Để anh em nghe này. Nó quay nó kêu lật sật lật sật. Đó. Thì bây giờ anh em sẽ phải lấy cái kìm gắp phanh ra và anh em sẽ gắp cái phanh này đây ra và anh em sẽ đóng cái trục này ra. Ok. Thì bây giờ là mình sẽ đóng ra đã. Thì tí nữa xem mình sẽ hướng dẫn anh em là lắp cái vòng bi mới vào đây sẽ như thế nào. Anh em sẽ phải lắp khác nhá. Đóng ra như thế này nhưng mà lúc lắp vào nó sẽ khác đấy. Còn nếu như anh em cứ này mà đóng vào ấy, cực kỳ khó khăn. Đó. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đóng vào. Ok, thì cái phớt ở đây nó hỏng rồi thì anh em phải thay luôn. Thì bây giờ anh em sẽ bỏ nó ra, đóng nó ra. Hoặc nó không hỏng anh em vẫn phải đóng nó ra nhá. Đó. Thì nguyên nhân tại sao phải đóng ra thì tí nữa xem mình sẽ hướng dẫn tiếp. Ok anh em, và bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp. Đó, thì trước khi mình hướng dẫn anh em cách lắp thì mình sẽ tư vấn qua về cái vấn đề là anh em có thể là thay bi những cái dòng bi nào đi cho ok. Đó. Thì ở đây là mình chỉ tin dùng những cái thằng bi là TPI. TPI này là hàng xịn anh em nhá. Đó, ở trên những cái xe mà dòng FIM ấy thì các anh em tháo ra nó đều là bi TPI nhá. Đó. Đây là cái vòng là 6204 là cái vòng nó ở đây này. Đây, mình quay luôn là cái vòng nó ở đây. Đó. Là cái vòng 6204 ở đây. Đó, thì ở cái xe này là phải thay thêm cái bộ bi ly hợp côn bi 6902. Nó hơi rung rinh cái máy quay một tí anh em không cả. Nó là bi 6902 thì mình cũng dùng là bi TPI. Và cái vòng bi Gale đây là cái vòng bi đũa đây này. Thì mình cũng dùng luôn là của SIM. Đó. Thì bi dòng SIM đi cũng rất là ok nhá. Ở đây thì mình có một cái vòng để làm mẫu cho anh em, nó là bi SIM dòng xịn của SIM luôn. Những cái dòng bi của SIM này theo như cái cảm nhận của mình ấy, đi nó hay hơn là bi của thằng Honda anh em nhé. Còn cái lựa chọn những cái dòng bi như thế nào đấy phụ thuộc vào anh em, cái đấy là tùy anh em. Còn như ở đây thì mình hay dùng bi của thằng SIM. Và cái bi TPI này nó cũng thuộc vào cái dòng của SIM đấy. Nó là dòng bi của Đài Loan đây, anh em có thể nhìn rõ ở đây là xuất xứ ở Đài Loan rồi đây. Đó. Thì nó cũng là dạng của anh em họ hàng nhà SIM. Ok, thì những cái lắp của SIM mình tháo ra nó đều là bi TPI này. Từ đó là mình sẽ tin dùng cái thằng bi TPI này. Thì tại sao mình lại tin dùng cái thằng bi TPI mà thay vì là mình không dùng bi của Honda, mà trong khi đó cái xe này là xe của Honda. Đó, bởi vì cái dòng xe Honda này, bản chất cái xe Honda ấy, cái những cái vòng bi ở đây nó không ok đâu nha anh em nhé. Những cái vòng bi của thằng Honda ở đây không ok. Tại vì sao mình nói nó không ok? Vì là nó rất nhanh hỏng. Đó. Những cái xe đời mới bây giờ là ví dụ như cái xe Leaf 125 ấy, nó vừa mới ra đời phiên bản 2015, 2016, 2017 luôn đi. Đó, hoặc là đời 2018 luôn, bây giờ là 2018 thì nó đều bị hỏng như cái bộ bi lắp này nhá. Còn cái lắp này để mà nó kêu thì nó cũng ít lắm anh em ạ. Nó cũng ít thôi. Nhưng mà đại để là cái lắp này so với cái dòng của SIM ấy thì cái bộ lắp của thằng Honda này nó nhanh kêu hơn nhiều luôn. Đó. Thì cái này là mình cũng không rõ là do chất lượng gia công của cái bên sản xuất phụ tùng cho Honda nó như thế nào. Nhưng cái cảm nhận của mình là như thế. Đó. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ bóc cái hộp ra luôn. Đó, là bi TPI nó sẽ như thế nào. Thì hình thức của thằng bi TPI thì anh em cũng biết thừa là nó sẽ giống như những cái vòng bi khác rồi. Nhưng mà nó khác nhau ở cái thương hiệu cũng như là cái chất lượng. Đó, thì bi TPI đây. Mặt sau nó sẽ là có cái áo ở đây. Mã số nó ở trên này. Đó. Ok, đây là bi dòng TPI. Và cái bi Gale đây thì mình bóc luôn. Đây là bi của SIM nhá. Cái bi mà có mã là KD đây. Nó vừa luôn với những cái con Lead này, Vision này, hay là xe Ablade, hay là con, ở đây mình có con Click này. Cái mã này nó sẽ là vừa nhau luôn. Đó. Thì anh em nào mới vào nghề thì có thể là lựa chọn những cái lòng bi như này. Hoặc là những anh em nào mà có sở thích sửa chữa tại nhà thì có thể là tham khảo những vòng bi này. Ở trên thị trường thì có rất nhiều các loại bi khác nhau anh em nhé. Cái này là phụ thuộc vào anh em. Có thể là có những cái dòng bi đắt tiền hơn nữa. Nhưng mà nếu như anh em làm nghề ấy, thì còn phụ thuộc vào cái lượng khách.
khách yêu cầu xịn, đắt tiền chẳng hạn thế, thì anh em có thể dùng những bi đắt tiền, đắt hơn nữa, hoặc là những cái bi bình dân. Còn bi thằng này thì là mình tin dùng đó, bi này rất là ngon, ok anh em nhé. Bây giờ mình cứ ví dụ như này, anh em nếu mà anh em làm thợ rồi ấy, thì anh em hãy để ý cho mình cái lắp bi lắp của thằng Honda với lại bi lắp của thằng SVM ấy, là xem bi nào bền hơn đó, thì anh em có thể lựa chọn như thế. Ở đây thì mình cũng so sánh như thế, mình thấy bi của thằng SVM nó bền hơn, mà SVM nó toàn dùng bi TPE nên là mình thấy nó bền hơn, thì mình sẽ chuyển sang dùng bi TPE thay vì là mình lại dùng đúng cái bi của thằng Honda đó. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà lắp mà cái trục lắp trước ở đây, trục lắp sơ cấp. Nó sẽ là trục sơ cấp nhá, trục trung gian và trục thứ cấp. Trục thứ cấp này nó sẽ là ra bánh sau đó. Thì khi anh em tháo ra ở trên xe thì nó sẽ là như thế này đó. Còn nếu như anh em mà đóng vào như thế này nó rất là khó anh em nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà đóng vào rất là dễ, đơn giản nhất, nhàn nhất. Thì anh em để ý ở đây nó sẽ có một cái khấc này đó, thì nó sẽ là cái phanh, cái vòng bi thì nó sẽ nằm như thế này. Bây giờ mình đóng ra rồi thì là anh em để thẳng vào như này anh em đóng nhá. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách đóng. Thì ở đây là mình có sử dụng luôn một cái tip dầu lắp của thằng Motul đó. Ở bên mình thì chuyên sử dụng dầu của thằng Motul. Ok, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em cách đóng. Thì trước khi đóng vào thì anh em nên bôi cho mình một ít mỡ vào bên ngoài này, đóng cho nó dễ vào, chắc ăn đó. Anh em ngồi chéo nhá, anh em ngồi từ góc đằng này nhìn vào nhá, chứ đừng ngồi thẳng từ đằng trước vào. Còn máy quay thì mình sẽ đặt từ đằng trước vào, nhưng mà khi anh em ngồi thì anh em sẽ ngồi phần đuôi xe người ta, chỗ cái biển số người ta nó chìa vào mặt mình ấy. Anh em nhìn vào thì anh em mới phân biệt được cái góc nào nó đang bị tênh và góc nào nó đang ăn sâu ăn nông đó. Thì anh em cứ gá bi đều vào. Cái cách này đóng vào cực kỳ đơn giản và nhàn nhá. Còn nếu như anh em mà đóng thẳng cái trục vào như thế này, ví dụ như thế này này, mà đóng từ đây vào ấy, là anh em phải đệm ở đây, không có nó hỏng cái dính răng ở đây, thì đóng kiểu này vào rất là khó anh em nhé. Đó, thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn anh em đóng kiểu này vào cực kỳ nhàn và dễ. Ok, anh em gá vào được như này rồi thì bây giờ anh em sẽ lấy cho mình một cái tu hay là một cái đầu khẩu đó, anh em đóng vào, nó chỉ mấy phát là vào thôi. Còn nếu như anh em mà để kiểu kia anh em đóng vào ấy, có mà ngồi 15-20 phút mới đóng vào nổi. Đó, như thế này là đã vào rồi. Đó, rất là đơn giản, nhàn. Như thế này là vào khít rồi. Và bây giờ là anh em sẽ đóng cái thằng này vào. Anh em sẽ đóng nó vào. Và ở đây nó sẽ có một cái rãnh ở đây. Cái rãnh đấy là sẽ là có cái phanh. Thì anh em sẽ lắp cái phanh từ phía đằng này vào nhá. Ok, thì bây giờ là mình đóng cái này, nó rơi bụi lên mất rồi, để mình lau nó đi đã. Đó. Mà khi anh em tháo ra, anh em kiểm tra xem là trên cái răng ở đây có cái răng nào nó bị sứt sẹo hay nó bị mẻ hay là bị vỡ hay không. Thì nếu mà như nó mà bị sứt sẹo, bị vỡ ấy, thì anh em có thể nên thay. Còn không thì anh em cứ để ok anh em đóng vào. Đó. Cái này là rất là khít, thì anh em đặt vào nó đã vào gần đến nơi rồi. Ok, thì bây giờ là mình sẽ đóng vào nha. Đó. Nó đã chặt rồi đấy anh em. Ok, thì bây giờ là mình sẽ quay cho anh em nghe nó êm tít luôn. Bi mới mà nó kêu nữa thì vứt. Đó, êm tít luôn. Ok, thì bây giờ là mình sẽ sang đằng này và mình sẽ cho anh em coi là cái cách mà lắp cái phanh vào. Nó cực kỳ đơn giản. Mình phải di chuyển cái máy đã nhá. Ok. Đó, thì anh em có thể nhìn thấy cái phớt ở trong, à, nhìn thấy cái vòng bi ở trong đây anh em nhé. Ok, thì bây giờ là anh em cứ gắp cái bi, gắp cái phanh này vào đây như bình thường thôi. Đó, anh em thả nó vào rồi anh em đẩy nó vào. Đó, nó đã vào rồi. Khi nó vào rồi thì anh em có thể quay này để tránh cái tình trạng là nó vào hở. Ok, rồi bây giờ là anh em sẽ cho một ít mỡ vào đây và cái phớt mới này, anh em phải bôi mỡ vào cái lợi này nhá, không bôi mỡ vào nó chạy nó nóng nó lại hỏng cái lợi này thì nó lại phun dầu ra.
Ok, thì bây giờ là anh em sẽ lấy mình cái chạm, anh em đóng nó vào. Đóng bằng mặt anh em nhé, đóng khít bằng mặt. Ok, vậy là xong rồi, đơn giản. Đó, cái bi mới thì anh em quay nó sẽ rít này, để anh em lắc cái này nó sẽ không có độ dơ. Nó có độ dơ nhất định nha anh em nhá, chứ không phải là nó không dơ hoàn toàn luôn. Không dơ hoàn toàn thì có mà nó bó luôn, nó khỏi phải quay. Đó, thì bây giờ là anh em sẽ hướng cho mình ra đằng sau. Ok, mình phải di chuyển cái máy này, chạy trước chạy sau, chạy tới chạy lui ra. Đó, thì bây giờ nó như thế này rồi. Nếu như anh em mà vứt cái này ra khay ấy thì sẽ hay bị quên. Mà khi hay bị quên ấy thì anh em đã lắp cho người ta lắp lốp vào rồi, bây giờ anh em lại đóng cái, lại mở cái này ra để lắp cái này vào thì nó uổng công đó. Thay vì anh em bỏ ra khay thì anh em để luôn ở đây này. Đó. Thì ok, thì bây giờ là mình sẽ bắt cái con này vào. Anh em phải nhớ tuyệt đối là phải lắp con này vào, tránh quên. Nếu trong trường hợp mà mình quên phát là mình phải tháo ra lắp lại ngay. Tại vì sao thế? Là ở đằng sau này nó không có bi hãm đằng sau này, nó sẽ trôi về đằng sau này ngay. Đó, thì bây giờ anh em xoáy vào như này là xong. Lấy cho chúng được cái vòi. Ok, bây giờ là mình bắt như thế là xong rồi đó. Thì bây giờ là mình sẽ vệ sinh qua cái này. Khi mình đóng này nó rơi cát đây mất rồi, thì là mình sẽ phải vệ sinh qua rồi mình sẽ gắn tiếp cái bộ lắp ở đằng sau này vào. Cái mỡ nào trong này kệ nó anh em nhá. Ok, thì bây giờ là mình vệ sinh cái thằng này đã. Anh em chỉ cần làm nhìn thì nó khá quen. Đấy, cái thằng này anh em quay em zoom này. Đấy, khi anh em rút ra rồi thì cái mặt là một mặt này nó sẽ là bóng như này nhá, một mặt mà nó sẽ ăn vào cái nốt ở đây này thì nó sẽ là như thế này. Đó, anh em sẽ đặt vào nó khớp. Ok, như thế là xong. Đó, thì bây giờ anh em chỉ cần việc đặt vào như này là xong. Đấy, nó sẽ là như thế này. Anh em sẽ gá thằng này vào trước và xong rồi đến thằng này cắm vào. Đó, bây giờ anh em có thể quay thử. Bây giờ là nó đang không có mỡ, không có dầu và nó đang bị lệch tâm như thế này, anh em quay nó sẽ hơi re re. Đấy, nhưng mà khi anh em quay như này nó êm là được. Ok, thì bây giờ là anh em sẽ chụp cái thằng này vào nhá. Đó. Đó, bây giờ là anh em sẽ chụp cái thằng này vào. Cái vòi hơi của mình nó đang bị bục, nó xì hơi ra, mình chưa xử lý kịp nên là nó sẽ ổn cái clip của mình. Đó, như thế là xong rồi. Ok, thì cái clip này mình đã hướng dẫn anh em cái cách mà thay và lựa chọn cho mình những cái vòng bi Gale hay là bi 204 ở đấy. Nói chung là các cái vòng bi ở trên cái xe này thì anh em đã biết là mình hay lựa chọn những cái vòng bi như vậy. Đó, thì cái clip này thì mình đã hướng dẫn anh em xong rồi thay cái bi đây. Còn anh em sẽ thắc mắc là tại sao mình không hướng dẫn luôn cái clip mà thay những cái vòng bi mà ở cái bộ ly hợp bốn sau ở đây, thì ở cái clip trước thì mình đã hướng dẫn anh em rồi. Thì anh em nào quan tâm thì có thể là mở ở trong cái mục ở trong cái kênh YouTube Kiên Mô Kiên Motul đó, thì anh em sẽ kích vào cái mục video và sẽ kéo từ trên xuống, nó có cái clip mà mình hướng dẫn anh em lắp cái côn của xe Vision. Đó, thì cái xe Vision mấy xe click ở đây thì cái cách thức lắp nó sẽ là như nhau anh em nhé. Đó, thì qua cái clip này thì mình đã hướng dẫn anh em cách mà thay những cái vòng bi ở trong này, cách tháo rồi cách thay, cách đóng vào và cách lựa chọn những cái vòng bi như thế nào cho nó ok. Giá thành thì nó cao hay thấp nó phụ thuộc vào anh em làm cho người ta. Ok, xin chân thành cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Mình là Kim Motul, hẹn anh em ở những clip tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ thêm về những cái phần mà tự sửa chữa xe ở nhà hoặc là dành cho những anh em nào mà mới đang chập chững bước vào nghề. Ok, xin chào anh em.